Đại lý bất ngờ nhận đặt cọc Toyota Yaris 2021, đầu xe giống Camry, dự kiến tháng 10 về Việt Nam. Phiên bản nâng cấp của Yaris có thể là mẫu xe chốt sổ trong kế hoạch làm mới giải sản phẩm của Toyota Việt Nam trong năm 2020. Một số đại lý Toyota trên toàn quốc bắt đầu nhận đặt cọc dòng xe Yaris 2021. Theo giới tư vấn bán hàng, xe dự kiến về đại lý trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm nay, giá bán vẫn là ẩn số. Ở phiên bản mới, Toyota Yaris tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Yaris 2021 có thể là mẫu xe chốt sổ trong đợt làm mới giải sản phẩm của Toyota Việt Nam trong năm 2020. Trước đó, hãng xe Nhật từng cho ra mắt phiên bản nâng cấp của Wigo, Grandvia, Hiace, Land Cruiser Prado, Hilux, Corolla Cross, Corolla Altis và sắp tới là Fortuner, Innova và Yaris. Toyota đang trở nên nhạy bén hơn tại thị trường Việt Nam khi sớm mang về các mẫu xe mới. Ví dụ, Hilux 2021 về Việt Nam chỉ sau thị trường quốc tế 2 tháng, hay Corolla Cross được giới thiệu chỉ chậm hơn 1 tháng so với Thái Lan. Toyota Yaris 2021 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift. Xe được làm lại mặt trước tương tự với Vios 2021, lấy cảm hứng từ đàn anh Camry và Corolla Altis. Đèn pha mảnh cùng đài đèn LED dạng xếp lớp hiện đại. Đèn định vị ban ngày và đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED. Ở Thái Lan, xe có tùy chọn ngoại thất sơn 2 tông màu. Bộ mâm thiết kế mới. Nâng cấp đáng lưu tâm nhất trên Yaris 2021 là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, được trang bị trên tất cả phiên bản. Theo đó, mẫu hatchback hạng B sẽ có tính năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, nhưng các tính năng cao cấp hơn như ga tự động thích ứng, Adaptive Cruise Control và đèn pha tự động không xuất hiện trên phiên bản dành cho Thái Lan. Xe tại Việt Nam nhiều khả năng cũng trang bị gói công nghệ an toàn này. Khoang cabin giữ nguyên thiết kế. Một số điểm mới đáng chú ý có thể kể đến cụm đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí tương thích Apple CarPlay, ghế bọc da, hai cổng sạc USB cho hàng ghế sau, và gương chống chói. Toyota Yaris 2021 tại Thái Lan sử dụng động cơ 1.2 lít cho công suất 91 mã lực và mô men xoắn 198 Nm. Tuy nhiên, phiên bản dành cho thị trường Việt Nam sẽ dùng động cơ 1.5 lít cho công suất 107 mã lực và mô men xoắn 140 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Toyota Yaris thuộc phân khúc hatchback hạng B, cạnh tranh trực tiếp với Suzuki Swift và Honda Jazz. Đây là một trong những mẫu xe bán chậm của Toyota Việt Nam, với doanh số 879 xe trong 7 tháng đầu năm 2020.